Thụt rồi bố à. Hả? Thụt là cháu nó biết cái đó thụt rồi. Bây giờ cứ này chú chạy qua cái cháu đuổi được không? Hả? Chắc không đuổi được gì cả. Biết thế đáng nhẽ là chú chạy vù qua, thế là cháu đuổi theo cho tới, cháu không kịp, cháu không dám chạy nhanh cháu sợ chú va cho lại lộn xong, chú lại phải mất công chú nhảy chú vớt chú lên. Là chú hỏi thật nhá, ở đây có cần tuyển thêm người để ấy. Ông quay đây à? Hả? Ông quay ông đưa vào lôi thôi lắm đấy nhá. Chú là lính, chú là pháo lớn khác băng đầu lắm. Cam hết này. Cam, đấy tăng được đi. Cam được canh hết đấy. À. Đó, chỗ này cam canh đấy. À, còn nhiều ghê. Ôi giời, tao nói cho bố nghe như này chết toi rồi. Ra mà cứ lại 3 ngày phun ra thăm nhà ở này á. Rồi có tiền đi chữa bệnh thì làm gì đâu. Này, khác tự giết nhau hết. 3 ngày này phun lại phải phun rồi. Bây giờ mùa này mưa như này nó không phun thế thì thối hết rồi. Đây là Tân Quang hay Tân Lập nhỉ? Hả? Đây Tân Quang chứ hả? Đây là thuộc xã Tân Quang rồi. Này, bên này sông là Tân Quang, nhưng mà cái làng này là làng Trường Sinh. Bưởi đây bưởi diễn này. Bưởi thì vẫn được giá. Bưởi á, bưởi bán năm nay bưởi bán dễ, bởi vì năm nay bưởi mất mùa mà.